Tôi đã bảo rồi, còn cái chỗ nào người ta tuyển người trên 60 tuổi nữa đâu. Ông đừng có bi quan, chẳng qua là mình chưa tìm thấy thôi. Ông định đi tìm tiếp đấy à? Ông đừng có khuyên tôi nữa. Có khuyên thì ông cũng chẳng thèm nghe. Nhưng mà riêng cái chuyện này đấy, ông phải nghe tôi. Nếu mà xin được việc hợp với mình thì càng tốt, mà nếu không được ấy thì chấp nhận ở nhà cơm nước cho con Sơn ca, đây cũng là giúp nó rồi. Biết rồi. Ăn chưa thôi anh em ơi? Anh Bùi đâu? Đi gặp anh Cường William rồi. Chưa đâu em. Sao bảy suất? Nhờ. Em quên mất là anh Trung không có ở đây. Kìa. Mà nghĩ nó bực cơ. Gọi mãi ông Trung không được, sốt hết cả ruột. Không biết có về quê không cơ. Ông nhát như thế chẳng dám làm gì đâu. Mà ông nhắn như thế chắc là về quê thôi. Mà nghĩ cũng tội nghiệp anh Trung nhỉ. Coi cái gara như là nhà. Coi anh Khải với Vân như là anh em ruột. Mà nếu mà không vì anh Khải, anh Trung cần gì phải khổ sở như thế, đúng không? Chuẩn. Cass. Diễn rất tốt. Nhưng mà dạo này anh Khải cứ rắn rắn kiểu gì nhở? Lạ ghê. Mọi người biết chuyện gì không? Biết thì đã không thành chuyện. Chịu. Thôi, mọi người ăn đi. Ăn đi. Em không ăn đâu. Nói chuyện với Sơn ca à? Hai đứa có gì mà vui thế? Bọn em buôn chuyện linh tinh ấy mà. Anh ơi, Sơn ca xin được việc ở hàng ăn đêm rồi đấy. Sắp xong cho chị. Em đến sau chờ chị tí nhé. Alo chị ạ? Vâng. Chị đợi em một tí em xức luôn đó chị ạ. Cậu ấy vất vả thật. Thì còn cách nào khác đâu. Kể ra mà gara làm ăn được ấy thì cũng đỡ. Ăn cơm đi em. Từ hồi bị bóc phốt đến giờ khách hàng không tin mình nữa hả anh? Em tưởng là đỡ hơn rồi. Anh không có cách gì à? Nếu cứ thế này tất cả mọi người sẽ bị ảnh hưởng. Có. Vẫn còn có một cách. Cách gì ạ? Sau này em sẽ biết. Ăn đi. Anh ơi, mấy hôm nay anh có tâm sự gì à? Không. Anh vui mà. Hay là anh suy nghĩ chuyện của anh Trung? Con ở đây mà làm gì tìm mãi. Dì cứ về đi. Tôi ngồi tí cho thoáng. Về ăn cơm đi. Bố con đang đợi đấy. Giờ này con chưa cơm nước cái thuốc thang kiểu gì. Tôi ăn rồi.
Gì cả, bố tôi ăn. Vậy con ngồi đây một lát thôi, nhớ về nhà nhá. Dì đưa chìa khóa đây này, về thì tự mở cửa. Dì về trước nhá. Em thấy là mỗi lần anh lo cho ai ấy là anh thường cáu gắt người đấy.